Để đó, kế hoạch tiêm mũi 3 phòng Covid-19 đã bắt đầu được triển khai. Và câu hỏi được đặt ra là để có đủ vaccine tiêm mũi 3, thì Việt Nam đã lấy nguồn vaccine ở đâu? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã ký hợp đồng mua, nhận viện trợ, tài trợ tổng số 211 triệu liều vaccine phòng Covid-19, đã tiếp nhận 156,4 triệu liều, đã phân bổ 143,4 triệu liều, còn khoảng 13 triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng, xuất xưởng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động tiêm mũi 3 và là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm mũi bổ sung. Tới đây sẽ có thêm nhiều tỉnh thành tiêm mũi vắc này. Theo Bộ Y tế, hiện bộ đã cấp đủ vắc tiêm hai mũi về các địa phương, các tỉnh thành có thể sử dụng vắc này để tiêm mũi bổ sung cho người có bệnh nền và thuộc nhóm nguy cơ cao. Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh thành lập kế hoạch tiêm chủng mũi 3 gồm mũi bổ sung ở thời điểm ít nhất 28 ngày sau tiêm mũi 2 cho nhóm nguy cơ cao và mũi nhắc lại ít nhất sau 6 tháng tiêm mũi 2 với nhóm còn lại, gửi về Bộ Y tế để phê duyệt và cấp vaccine. Bộ Y tế cho biết có đủ vaccine cho mũi 3, nhưng các địa phương phải thực hiện đúng hướng dẫn về lịch tiêm chủng. Theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc, với vaccine COVID-19, để có miễn dịch bảo vệ, người đó cần được tiêm liều cơ bản sau khi tiêm vaccine liều cơ bản, có thêm mũi tiêm bổ sung và mũi tiêm nhắc lại giúp tăng cường miễn dịch của cơ thể. Liều cơ bản là liều được các nhà sản xuất vaccine hướng dẫn và thực hành tiêm chủng trong thời gian qua. Sau khi hoàn thành liều cơ bản, cơ thể sẽ có miễn dịch chống lại virus mà họ mong muốn được bảo vệ. Tùy thuộc vào nhà sản xuất, liều vaccine cơ bản có thể khác nhau. Ví dụ, với vaccine COVID-19, vaccine gian xem một mũi tiêm, các vaccine AstraZeneca, Sputnik V, Verocell, Pfizer, BioNTech, Moderna có liều cơ bản là hai mũi tiêm, như vaccine Andala của Cuba liều cơ bản gồm 3 mũi tiêm. Theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy sau một thời gian, miễn dịch của cơ thể với liều cơ bản bị giảm dần. Khi đó, người dân sẽ cần tiêm mũi tăng cường. Lúc này, hai tình huống có thể xảy ra. Tình huống thứ nhất là một số người có miễn dịch kém dù đã được tiêm liều cơ bản các trường hợp này có thể mắc bệnh lý bẩm sinh liên quan hệ miễn dịch, đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, ung thư, HIV hoặc bệnh nhân ghép tạng đang dùng thuốc chống thải ghép. Do đáp ứng miễn dịch yếu, những người này được tiêm một mũi vaccine nữa so với liều cơ bản. Đây được gọi là mũi bổ sung. Mũi tiêm bổ sung có thể chỉ cách một tháng sau khi tiêm mũi cuối của liều cơ bản. Vaccine mũi bổ sung có thể cùng loại với vaccine đã tiêm liều cơ bản. Nhưng nếu không có vaccine cùng loại, thì mũi bổ sung có thể tiêm vaccine mRNA, Pfizer hoặc Moderna. Ngoài ra, mũi bổ sung có thể tiêm 2-3 tháng sau mũi cuối của liều cơ bản, chứ không nhất thiết sau 1 tháng. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái cho biết, tình huống thứ hai là với những người có sức khỏe tốt, có hệ miễn dịch cùng kháng thể ở mức cao ngay sau khi tiêm liều cơ bản. Những người này sẽ tiêm mũi bổ sung. Tuy nhiên, họ có thể tiêm nhắc lại sau 6 tháng kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Bên cạnh đó, những trường hợp đã tiêm mũi bổ sung cũng có thể tiêm mũi nhắc lại sau 6 tháng kể từ ngày tiêm cuối cùng. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, những người tiêm liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, trong đó ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Loại vaccine tiêm nhắc lại, nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine, thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA. Nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau, thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm, thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine vector virus vaccine AstraZeneca. Về khoảng cách, tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Tổng hợp các nghiên cứu từ Israel, một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện mũi tiêm tăng cường đã cho thấy mũi tiêm thứ ba giúp phục hồi hiệu quả của vaccine, nâng cao khả năng bảo vệ cơ thể khỏi lây nhiễm và trở nặng. Trang Bloomberg dẫn lời chuyên gia tư vấn vaccine Stanley Plotkin, giáo sư danh dự về nhi khoa tại Đại học Pennsylvania, Philadelphia, Mỹ, tư vấn cụ thể. Khoảng thời gian chờ tiêm mũi ba có thể rút ngắn còn khoảng 4 tháng, nhưng 6 tháng vẫn là thời gian tốt nhất. Khoảng thời gian ngắn hơn nữa, chẳng hạn tiêm mũi 3 trong vòng 2 tháng sau mũi 2 có thể ảnh hưởng đến khả năng thiết lập phản ứng miễn dịch bền vững của cơ thể. Ông nhấn mạnh, cần có thời gian để hệ thống miễn dịch xây dựng khả năng bảo vệ. Sau khi tiêm phòng hoặc bị nhiễm trùng tự nhiên, các tế bào trong hạch bạch huyết bắt đầu trưởng thành và hoàn thiện để bảo vệ cơ thể tốt hơn nếu gặp lại mầm bệnh. Phải mất vài tháng để xây dựng trí nhớ miễn dịch, là lớp bảo vệ được mà kẽm bởi các tế bào plasma chịu trách nhiệm sản xuất kháng thể chống lại mầm bệnh cụ thể, tiết ra kháng thể lâu dài, tồn tại trong các hốc như tủy xương của cơ thể. Trong khi đó, để kịp thời chống lại sự lây lan đáng quan ngại của biến thể Omicron, Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng JCVI tại Anh đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần qua để bàn về việc sử dụng vaccine tăng cường cho tất cả những người trưởng thành. Trong cuộc họp này, các nhà khoa học đã đề xuất rút ngắn một nửa thời gian giữa mũi tiêm thứ hai và mũi tăng cường xuống còn 3 tháng, thay vì phải chờ đợi 6 tháng như trước. Tuy nhiên, trên CVI cũng lưu ý rằng mũi tăng cường không nên được thực hiện sớm hơn 3 tháng sau mũi thứ hai. Đồng thời, việc mở rộng chương trình tiêm tăng cường mũi cần tuân theo thứ tự ưu tiên nhằm đảm bảo những người dễ bị tổn thương nhất sẽ được bảo vệ đầu tiên, theo The Guardian. Cũng theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, liều vaccine tăng cường không được khuyến cáo cho người từ dưới 18 tuổi. Những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine đều có thể tiêm mũi 3. CDC Mỹ lưu ý, những người từ 50 tuổi trở lên nên tiêm vaccine tăng cường vì mức độ nghiêm trọng của bệnh COVID-19 gia tăng theo độ tuổi và cũng có thể tăng đối với ở bất kỳ độ tuổi nào nếu có bệnh lý nền, Tiêm phòng COVID-19 tăng cường cũng cần thiết cho những người đang mang thai, cho con bú, đang dự định mang thai, hoặc là những người có thể có thai trong tương lai gần. Những người đang mang thai có thể nhận bất kỳ loại vaccine COVID-19 hiện đang được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA chấp thuận hoặc được FDA cho phép dưới dạng liều tăng cường. Bên cạnh đó, CDC Mỹ cho phép tiêm liều 3 khác loại với hai liều ban đầu. Trang BBC đưa tin, Hiện Mỹ đang tiêm nhắc lại bằng vaccine Pfizer, Moderna và Johnson Johnson. Ở Israel, nơi hầu hết hai mũi vaccine đầu tiên của mọi người là Pfizer, đây cũng là loại vaccine được dùng để tiêm nhắc lại cho đến nay. Anh cũng đang có kế hoạch chỉ sử dụng Pfizer cho liều tiêm tăng cường. Theo CDC Mỹ, mũi tiêm nhắc lại sẽ có tác dụng phụ nhưng nhẹ hơn. Tiến sĩ Roger Walensky, giám đốc CDC Mỹ nhận định một trong cuộc họp ngắn tại Nhà Trắng vào hôm 23 tháng 11 rằng mọi người sẽ có ít phản ứng hơn sau khi tiêm liều thứ ba so với liều thứ hai sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm vẫn là những tác dụng phụ thường gặp CDC Mỹ mô tả các tác dụng phụ điển hình của mũi vaccine tăng cường Covid-19 là từ nhẹ đến trung bình so với tác dụng phụ dữ dội thường xảy ra sau liều thứ hai Điều này phần lớn là do liều thứ nhất và liều thứ hai đã giúp cơ thể thiết lập một cơ chế thích ứng. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Theo Bộ Y tế, để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Đối với tiêm liều bổ sung, mũi 3 sẽ dành cho các đối tượng gồm người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vaccine. Có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cây ghép tạng ung thư, HIV đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng. Loại vaccine tiêm cùng loại với liều cơ bản hoặc tiêm trộn vaccine mRNA Pfizer-Moderna. Với khoảng cách, tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vaccine. Tiêm liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế. Người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Nếu có mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine, thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA. Nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau, thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA. Nếu liều tiêm cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm, thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine vector virus. Khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Việc tiêm đủ liều cơ bản là rất quan trọng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 nên cần được ưu tiên tối đa.